Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày mùng 6 tháng 10. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động bổ nhiệm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ tại huyện Văn Lâm và Phù Cử. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vụ lúa mùa năm nay do thời tiết thuận lợi áp dụng cơ giới hóa và có chuyển biến về giống lúa nên năng suất và giá trị cao hơn vụ mùa năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Dự hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo quyết định số 339 ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã trải qua nhiều cương vị công tác ở các cơ quan khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý thức trách nhiệm cao. Thời gian công tác tại tỉnh Hưng Yên, đồng chí có đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vừa qua. Đồng chí Trần Tuấn Anh chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Hưng và nhấn mạnh, năm 2021 và những năm tiếp theo, Ban Kinh tế Trung ương triển khai rất nhiều nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nhất là triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đề nghị đồng chí tiếp tục nỗ lực để có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển chung của Ban, phát huy năng lực kinh nghiệm đã trải qua để cùng tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, tân Phó trưởng Ban Nguyễn Duy Hưng cảm ơn về sự quan tâm của Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cũng như sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên trong thời gian qua. Đồng chí hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn nhận được sự giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ của tập thể Ban để đưa Ban Kinh tế Trung ương ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó. Chiều qua, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự sinh hoạt chi bộ thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên được phổ biến quán triệt triển khai các văn bản của cấp trên, chi bộ thôn Đình Dù đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nghị quyết của chi bộ trong tháng 9, công tác phòng chống dịch COVID-19. Các đảng viên đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về những mặt đạt được và chưa đạt được, những mặt hạn chế và đề xuất các giải pháp để giải quyết, đồng thời tập trung thảo luận thông qua nghị quyết để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10 với các nội dung cụ thể về công tác xây dựng Đảng, về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, về lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Đình Dù, đồng chí Trần Quốc Văn nhấn mạnh, chi bộ cần phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường sự thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mỗi đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm đóng góp xây dựng nghị quyết để chi bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tuyên truyền để nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chi bộ cần có những nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án. Thời gian tới, chi bộ thôn tập trung lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Cũng trong chiều qua, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã về dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2021 tại chi bộ thôn Thị Giang, Đảng bộ xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Sau khi diễn ra các nội dung sinh hoạt theo quy định, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh phát biểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của các đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Các ý kiến đóng góp tại buổi sinh hoạt rất thẳng thắn, có trách nhiệm sát với thực tiễn và đời sống nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thông tin khái quát tới các đảng viên một số vấn đề thời sự trong tỉnh, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong thời gian tới và chủ trương biện pháp cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
Vừa qua, huyện Yên Mỹ tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sau vòng sơ loại hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp huyện đã chọn ra 8 bài thi xuất sắc nhất từ 23 bài thi đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện thi vòng chung khảo. Các thí sinh đã trải qua 2 phần thi gồm soạn đề cương, thi thuyết trình. Các đề cương được gửi tới ban tổ chức chấm thi theo quy định. Với sự chuẩn bị chu đáo trong xây dựng đề cương, thuyết trình, trình bày thuyết phục, kỹ năng truyền đạt tốt, thể hiện phong cách tự tin kết hợp với minh họa bằng hình ảnh, nhuần nhuyễn giữa quán triệt và trao đổi để thu hút người nghe, bài dự thi của các thí sinh đã bám sát nội dung các nghị quyết, liên hệ sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Uyên, Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Hương Yên, thí sinh Nguyễn Quang Minh, Đảng bộ xã Trung Hòa đạt giải nhì và giải ba cho thí sinh Nguyễn Vân Anh, thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể huyện. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội Chữ thập đỏ tỉnh chọn để tổ chức đại hội điểm. Hội Chữ thập đỏ xã Thuần Hưng hiện có 8 chi hội với hơn 200 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ xã đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt cho công tác nhân đạo từ thiện, cứu trợ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiến máu tình nguyện, tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào như Tết vì người nghèo, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp với các nhà trường duy trì tủ thuốc Chữ thập đỏ và phòng trực y tế học đường, vận động ủng hộ được trên 120 triệu đồng quỹ nhân đạo từ thiện, trên 140 triệu đồng quỹ nạn nhân chất độc da cam và hơn 250 đơn vị máu, tổ chức tặng quà cho hơn 420 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 21 năm 2012 của Bộ Chính trị, gần 10 năm qua, các cấp ủy đảng chính quyền trong toàn tỉnh đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bảo hiểm xã hội Khoái Châu luôn là một trong những đơn vị tiêu biểu trong triển khai và thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia. Nếu như năm 2012, năm đầu thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, toàn huyện chỉ có trên 8.500 người tham gia bảo hiểm xã hội, gần 80.000 người tham gia bảo hiểm y tế, thì đến nay đã tăng gấp đôi. Nhà tôi là có 5 người ra bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cách đây 5-6 năm rồi. Tôi đi viện ấy, là không phải lo nhiều về tiền bạc và kinh phí vì đã có nhà nước hỗ trợ. Khi về già thì chúng tôi được hưởng lương hưu, là chúng tôi là rất yên tâm. Thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Gần 10 năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện, đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được đa dạng hóa bằng nhiều hình thức để người dân, nhất là người lao động và các doanh nghiệp, nắm bắt được các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chủ động tham gia tích cực. Công ty chúng tôi có khoảng hơn 1.000 nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đảm bảo đủ 100%. Chúng tôi nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ phía bảo hiểm xã hội, tư vấn cho doanh nghiệp chúng tôi để thực hiện chính sách và đảm bảo những quyền lợi cho người lao động trong công ty. Tự hào là một địa phương có nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Năm 2015, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì có hơn 17.000 người. Nhưng đến hiện tại là 32.799 người. Kể cả số thu và người lao động cũng tăng là gần như gấp đôi. Bên cạnh việc phát triển đối tượng, thời gian qua, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm, nhất là bảo hiểm y tế. Hiện toàn tỉnh đang có trên 365.000 người thuộc 8 nhóm đối tượng được tỉnh trích ngân sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng trên một năm. Bên cạnh đó, việc thực hiện các chế độ, quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều được Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt. Sau gần 10 năm thực hiện nghị quyết số 21, Hưng Yên đã có nhiều kết quả nổi bật. Hiện toàn tỉnh
có gần 1,1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 500.000 người so với năm 2012. 227.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 100.000 người, đạt tỷ lệ 30% lực lượng lao động. Thu hút trên 10.000 người tham gia bảo hiểm tự nguyện, gấp gần 11 lần so với năm 2012, góp phần tích cực vào việc thực hiện an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn 2010-2020, toàn tỉnh có 121 xã thực hiện đấu giá hơn 1,5 triệu mét vuông đất, thu được trên 6.500 tỷ đồng. Các xã có diện tích đất đấu giá cao là Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Đây là nguồn lực quan trọng giúp các xã đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi, trường học, trạm y tế, thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần đưa tỉnh Hưng Yên thành tỉnh nông thôn mới. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng Yên phấn đấu huy động hơn 16.000 tỷ đồng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho người dân làm nhà ở để đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Nhằm góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị loại 2 và phục vụ đi lại của nhân dân, năm 2021, thành phố Hưng Yên đã đầu tư cải tạo làm mới 10 tuyến đường giao thông. Các tuyến đường có tổng chiều dài trên 12 km với tổng kinh phí trên 240 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và thành phố. Cụ thể như làm mới tuyến đường trục xã Hùng Cường, Phú Cường, đường trục trung tâm xã Bảo Khê, cải tạo nâng cấp đường phía tây sông Điện Biên, đường trước cửa Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng. Để các tuyến đường được mở rộng từ 3m lên 7m, mặt đường nhựa bê tông, có đường ống thoát nước hai bên, các địa phương đã vận động được trên 1.000 hộ dân, hiến trên 50.000 mét vuông đất. Đến thời điểm hiện tại, có 2 tuyến cơ bản hoàn thành, 8 tuyến đang thi công và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay. Mới đây, huyện đoàn Văn Giang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện triển khai vẽ con đường bích họa tại xã Mễ Sở trên đoạn đường kéo dài hơn 200 mét với diện tích khoảng 3.000 mét vuông. Huyện đoàn Văn Giang đã huy động 10 đoàn viên thanh niên cùng làm con đường bích họa trong thời gian 10 ngày với hàng trăm ngày công và đã vẽ xong trên 20 bức tranh bích họa với nhiều nội dung phong phú, trong đó trọng tâm là những bức tranh cổ động tuyên truyền về việc xây dựng nông thôn mới. Với mong muốn mọi người cùng chung tay góp sức làm đẹp cho quê hương, Văn Giang đã tạo nên điểm nhấn mới cho cảnh quan trong khu vực. Mỗi bức tranh có nội dung khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa tuyên truyền về lịch sử quê hương và hành trình nhân dân đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Công trình này tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và khuyến khích nhân dân chung tay giữ gìn, bảo vệ cảnh quan địa phương. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, nhiều học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị để học trực tuyến. Giải pháp trước mắt là gia đình các em vẫn phải đi mượn điện thoại hoặc cho con em mình học nhờ, học ghép với các bạn khác cùng lớp. Để tháo gỡ khó khăn, rất cần sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để học sinh nghèo có điều kiện tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng. Bố mẹ bỏ đi, mỗi người một nơi. Hai anh em Đinh Công Quý, Đinh Thiện Long ở thôn Bối Khê, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, từ nhỏ đã nương nhờ ông bà nội. Quý học lớp 5, em trai lên lớp 3. Vì nhà nghèo, không có tiền mua thiết bị để học trực tuyến, ông bà phải đi mượn điện thoại cho hai cháu học chung. Lo ngại nhất là những thời điểm cả hai anh em đều có buổi học trực tuyến, trong khi chỉ có một chiếc điện thoại. Em ở nhà em học thì cái máy bà em đi mượn thì cũng cũ, cũng bị ngắt kết nối với cả học không được lâu, với cả thỉnh thoảng nó vẫn bị đẩy ra. Có những hôm em đang học thì em phải rời khỏi phòng học của em thì em nhường máy cho em trai em học. Tình hình chung thì việc tổ chức dạy học trực tuyến thực hiện khá là ổn định. Tuy nhiên thì khoảng hơn 2.000 cháu đang thiếu cái thiết bị học. Trong số những học sinh mà đang có thiết bị, đa số các cháu thì cũng sử dụng các cái điện thoại và cũng gây khó khăn nhất định trong việc học tập.
nhằm góp phần hướng tới mục tiêu 100% các trường học, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em. Hiện nay, các cơ quan nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp cá nhân đang tích cực triển khai. Điển hình như huyện đoàn Khoái Châu ngày 25 tháng 9 vừa qua phối hợp với nhóm thiện nguyện dự án laptop cho em tặng 11 chiếc máy tính và 1 chiếc điện thoại cho 12 em học sinh trong huyện có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đã cùng với cả nhóm thiện nguyện gom những cái máy tính cũ vẫn còn giá trị sử dụng, sau đó là nhờ những tình nguyện viên là các anh kỹ thuật viên của kiểm tra. Về cơ bản tất cả các máy đều hoạt động rất là tốt. Từ khi có máy tính này thì hai chị em thay phiên nhau học thì cũng học đều hơn, với cả không hay bỏ tiết nữa. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, mỗi cơ quan đơn vị trong tỉnh cùng các mạnh thường quân đã và đang vận dụng những cách làm riêng để có nguồn lực hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả vì mục tiêu chung giúp các em học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng học. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc vụ nhãn năm 2021, Hợp tác xã Toàn Phát đóng trên địa bàn xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu đã tiêu thụ trên 150 tấn nhãn tươi làm long nhãn sạch. Việc sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã vừa đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, việc làm cho nhiều lao động phổ thông tại địa phương, đặc biệt là góp phần cung cấp sản phẩm nông sản sạch ra thị trường. Trung bình mỗi ngày, hợp tác xã sấy được 2,5 tấn nhãn tươi cho ra khoảng 2,5 tạ long nhãn. Hiện đã bán trên 15 tấn long nhãn với giá 160-180.000 đồng một kg. Kết thúc vụ, hợp tác xã đạt doanh thu trên 2,5 tỷ đồng. Trừ chi phí tiền thuê công bóc hạt, chi phí tiền điện và các khoản phụ phí khác, hợp tác xã đạt doanh thu trên 500 triệu đồng. Việc thu mua tiêu thụ nhãn tươi tại huyện Khoái Châu của Hợp tác xã Toàn Phát không chỉ góp phần tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp khi dịch COVID-19 hoành hành mà còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm long nhãn tại địa phương. Ngoài sấy nhãn tươi, Hợp tác xã Toàn Phát còn thu mua và sấy chuối cho bà con nông dân. Vụ mùa năm nay, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, số nhánh hữu hiệu đạt cao. Sau chỗ thời tiết cơ bản thuận lợi, lúa kết hạt tốt, tỷ lệ hạt chắc cao. Từ nay tới cuối vụ, năng suất lúa vụ mùa cao hơn năm trước. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được trên 28.000 ha, trong đó diện tích cấy bằng máy trên 500 ha, diện tích gieo thẳng trên 6.200 ha. Lúa chất lượng cao chiếm 70%, cao hơn năm trước 0,5%. Trong đó, giống nếp thơm Hưng Yên là gần 4.000 ha, chiếm trên 50% diện tích lúa nếp. Ở vụ này, gieo cấy lúa mùa đã được đẩy mạnh cơ giới hóa, mở rộng diện tích gieo thẳng. Nếu như ở vụ mùa năm trước, lúa chỗ vào thời điểm nắng nóng nên tỷ lệ lép cao, thì năm nay thời tiết thuận lợi. Cái thời tiết của cái vụ mùa năm nay thì là cơ bản thuận lợi. Thời điểm gieo cấy thì thời tiết là có một số ngày mưa để cho cây lúa bén rễ hồi xanh và đẻ nhánh tập trung. Cái thời điểm lúa chỗ thì thời tiết cũng có nắng xen kẽ một số ngày mưa nên là cũng thuận lợi cho cây lúa phân hóa đồng nên là tỷ lệ hạt chắc tương đối cao. Tỉnh và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ mua giống lúa chủ lực, mua chế phẩm sinh học, xử lý sơm gốc rạ, mô hình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây lúa. Đồng thời thay thế giống bắc thơm số 7 hay bị nhiễm bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn bằng các giống lúa năng suất chất lượng phù hợp với xu thế của thị trường gần đây. Đến nay, nông dân các địa phương đã thu hoạch ước đạt 80% diện tích lúa mùa. Tỷ lệ cơ giới hóa trong thu hoạch đạt 90%, năng suất lúa ước đạt 59 tạ trên 1 hecta, cao hơn vụ mùa năm trước. Năm nay nó ít sâu bệnh hơn, bà con thu hoạch thì cũng cái mức đạt coi là tỷ lệ coi là tươi là đạt 2 tạ đến 2 tạ 2 trên một sào. Những cái giá thị trường thì vừa rồi bà con bán là phơi khô đấy, già đấy là 80.000 một yến. Có thể khẳng định, vụ lúa mùa năm nay đã tăng năng suất, tăng diện tích lúa chất lượng cao và cơ giới hóa trong gieo cấy so với vụ mùa năm trước. Tuy vậy, đợt mưa lớn cuối tháng 9 đã làm một số diện tích lúa bị đổ, làm giảm phần năng suất. Nhưng nhìn chung, một vụ lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, số nhánh hữu hiệu đạt và tỷ lệ hạt chắc cao, sâu bệnh hại thấp, năng suất lúa vụ mùa cao hơn năm trước từ 0,5 đến 1 tạ trên 1 hectare.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, ứng dụng Hưng Yên TV Go, website https://www.hungyentv.vn, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7.